Heineken em mắc quá. Heineken nó bán giao thừa của Tết Tây. Heineken nó bán qua Heineken em ạ. Tết Tây có đi đâu không? Ở đây thì đi đi uống trà sữa chút 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 quán mới chút mạnh khỏe chút mạnh khỏe chút 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 mạnh khỏe nó quán mới nè. Quán này cái hiệu nó tên là chút chút nè. Rồi chị đi vô đây chị đi uống nước rồi chị đi ăn cái gì đó. Chị là ăn bắp rang vị phô mai ngon quá. Bắp rang vị phô mai à? Ăn mấy lon? Ba lon. Ba lon luôn. Wow. Ba lon này em ngon. Ron chị đi ăn là ngon lắm không? Đúng rồi, cái này á vị phô mai mọi thứ đều ngán hết mà một chỗ này chịu chứ ngon. Dạ. Rồi giờ đầu năm bây giờ giao thừa của Tết Tây rồi bước qua năm mới chưa đi có chúc mọi người gì không? Thì chúc mọi người chỉ sức khỏe và nhiều vui vẻ và nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc và mọi người được nhiều sức khỏe và Cherry cũng chúc hết thế giới của Cherry được hết dịch bệnh luôn. Tập giỏi quá. Hạnh chúc mọi người được nhiều sức khỏe nhất nha. Rồi thank you. Cherry. Sao Happy New Year sao? Đầu năm mới Cherry chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều vui vẻ và nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc và được nhiều sức khỏe trong mùa dịch này và Cherry chúc tất cả thế giới luôn là được hết dịch bệnh vui nè và Cherry chúc mọi người ăn ngon miệng cho biết Cherry. Đây là món gỏi khoai môn nhé mọi người. Khoai môn chiên giòn nhé mọi người.